Tôi từng được nghe một câu nói đùa như thế này. Một người có thể được sinh ra ở bệnh viện Vinmec, ở nhà Vinhome, dùng điện thoại Vinsmart, lái xe Vinfast, đi chợ Vinmart, chở con bé đi học ở Vinschool, con lớn học ở Vinuni, khi nào được nghỉ cả nhà đi Vinpearl nghỉ dưỡng. Dù biết là nói chỉ để cho vui, nhưng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Vingroup đến đời sống của chúng ta kể từ khi tập đoàn này được thành lập. Ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về cuộc đời của người đàn ông đã khai sinh ra đế chế Vingroup, xem bằng cách nào mà ông trở thành người giàu nhất Việt Nam nhé. Phạm Nhật Vượng sinh ngày 5 tháng 8 năm 1968 tại Hà Nội, là con cả trong gia đình có ba anh chị em. Cha ông là một quân nhân người Hà Tĩnh, phục vụ trong lực lượng không quân, và mẹ ông thì làm nghề bán nước chè dạ. Bà uống nước cháu ơi. Cô cho cháu cốc trà đá. Của cháu đây. Rồi, cháu xin. Cô bán hàng mình à cô? À, có con cô phụ bưng bê nữa. Ba đứa đang chơi góc phố kia kìa. Đứa con gái là bé nhất. Cô lớn nhà cô thì năm nay lên phổ thông rồi, mới đỗ vào Kim Liên. Được cái các em ngoan mà học cũng được nên cô đỡ vất vả cháu ạ. Học Kim Liên là giỏi lắm chứ đùa. Cứ học giỏi và ngoan là mừng rồi cô ạ. Ừ, chẳng biết sau này có thành tỷ phú không nữa. Cháu uống nước không? Dạ thôi cô cho cháu gửi tiền. Của cháu năm hào thôi. Vâng. Thôi, chết rồi. Cô ơi, cháu có mỗi tờ tiền chẵn, cô đổi cháu nhé. Vợ lấy cho mẹ cái điếu cày. Năm 1982, Phạm Nhật Vượng theo học trường Trung học phổ thông Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Năm 1985, ông tốt nghiệp. Đến năm 1987, ông thi đỗ Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội và nhờ thành tích xuất sắc trong môn toán, ông được học bổng du học tại trường Đại học Thăm dò Địa chất Liên bang Nga, theo ngành kinh tế địa chất. Tại đó, ông đã gặp được người phụ nữ của đời mình, cũng là một du học sinh Việt, bà Phạm Thu Hương. Trong những tháng ngày học tập nơi xứ người, chàng thanh niên Phạm Nhật Vượng sớm đã có máu kinh doanh. Học đến năm 3 đại học, ông thuê một phòng tại tòa nhà Dom 5, Moscow để thử nghiệm đủ loại hình kinh doanh. Lúc đầu thì rất suôn sẻ, nhưng với những thay đổi khó lường của thị trường lúc ấy, cộng với việc thiếu kinh nghiệm, nên ông Vượng đã phá sản. Năm 1993, Phạm Nhật Vượng tốt nghiệp đại học và kết hôn với bà Phạm Thu Hương. Nói qua về bối cảnh Đông Âu khi ấy, sự sụp đổ của Liên Xô đã bắt đầu một thời kỳ hỗn loạn. Nền kinh tế ở những nước này tan rã, hàng hóa trở nên khan hiếm và chủ yếu chỉ được nhập qua đường tiểu ngạch. Moscow là một thị trường chịu nhiều biến động. Tuy nhiên, những người kinh doanh giỏi sẽ nhìn thấy cơ trong nguy. Rất nhiều bà con người Việt xa xứ thấm nhuần câu nói cái khó ló cái khôn của cha ông, đã chủ động thầu lại các container hàng, buôn bán đa dạng các loại hàng hóa, rồi hình thành nên các hệ thống, làm ăn với đủ tầng lớp trong xã hội để tồn tại và vươn lên. Phạm Nhật Vượng cũng sớm nhìn thấy cơ hội cho bản thân. Tuy nhiên, ông lại nhận ra miếng bánh Moscow đã bị chia rất nhỏ và gần như không có phần của mình. Ông quyết định cùng vợ và các anh em tìm đến miền đất hứa Kharkov, phía đông bắc Ukraine. Ngay sau khi đặt chân tới đây, ông sử dụng vốn 10.000 đô la vay của bạn bè để mở một nhà hàng tên là Thăng Long. Những ngày đầu, sự xuất hiện của hương vị ẩm thực mới lạ đã kích thích sự tò mò của người dân địa phương. Khách kéo đến Thăng Long khá đông, nhưng về sau lại vắng dần. Hai vợ chồng ông Phượng đau đầu trong nhiều ngày. Hôm nay lại vắng khách. Cứ thế này thì buôn bán gì nữa. Ông kiểm mình sao lại buồn xìu rồi. Ngày nào cũng đồ ăn tươi mới chuẩn bị sẵn ra, thừa cả trăm suất đổ đi. Sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi chuẩn bị giao bán hết bàn ghế, rồi trả mặt bằng đây. Mình bình tĩnh lại đi. Tôi nghĩ mấy ngày nay cũng ra cách rồi. Quanh đây toàn là dân lao động. Họ chủ yếu muốn có những bữa ăn nhanh giữa thời gian nghỉ. Từ mai ta sẽ bán những món thịt nguội, thịt hộp, mì ăn liền để phục vụ nhu cầu ăn nhanh. Nước đi đó là hoàn toàn sáng suốt. Nhà hàng dần có khách trở lại. Cầm gói mì tôm trên tay, ông Vượng như thầm cảm ơn món bảo bối đã cứu lại cả sự nghiệp. Và có vẻ, ông còn có những ý tưởng lớn hơn với những gói mì. Sao nào, hôm nay có gì mà bạn Vượng lại gọi chúng tôi đi uống thế này? Cậu cứ nói thế. Chẳng nhẽ khi không tôi không rủ các cậu đi nhậu được. Mà đúng hôm nay thì có việc cần nhờ thật. Chẳng lẽ sắp tới tôi có dự định kinh doanh, muốn mượn các cậu ít vốn. Chỗ bạn bè tất nhiên là bọn tớ chẳng ngại giúp đỡ đâu. Thế nhưng mà dạo này nhà hàng cậu đang làm ăn ổn mà. Cậu không muốn tập trung phát triển mà tính buôn bán thêm gì đấy. À, thì các cậu biết đấy, nhu cầu ăn uống của dân Ukraine bây giờ là nhanh, gọn, rẻ.
Mì gói của mình lại là sản phẩm mới lạ đối với họ, lại bảo quản được lâu, không ôi thiu, nên tớ muốn đầu tư sản xuất. Lần này vay nhiều, tớ sẽ trả lãi 8% cho các cậu. Ồ thì cậu này, lời lãi gì? Đã là bạn bè, dựa dẫm nhau ở nơi đất khách thế này, cậu cần bao nhiêu bọn tớ cũng xoay để đưa cho cậu cơ mà. Thế cậu tính đầu tư bao nhiêu? Các cậu tốt với tớ quá. Tớ dự định lần này cần 100.000 đô. Trời ơi! Vậy là với số vốn vay được, Phạm Nhật Vượng bắt đầu sản xuất mì ăn liền. Một công ty được thành lập để chịu trách nhiệm sản xuất và nhập khẩu thực phẩm đóng gói. Hãy nhớ lấy tên của công ty này, Technocom. Thương hiệu lớn nhất của Technocom trong những ngày đầu là mì ăn liền Mivina. Vì đã nghiên cứu rất kỹ thị trường, nên không khó dự đoán về sự thành công của Mivina. Nhanh chóng xâm nhập và gần như độc chiếm thị trường đồ ăn nhanh tại Ukraine. Đến năm 1996, sản lượng của Mivina đã là 1 triệu gói một năm. Wow, 1 triệu gói mì một năm là một con số quá khủng bác ạ. Vậy thì không biết là bao lâu nữa thì bán được 1 tỷ gói mè? Là sao cháu? Bác bán mì mà. Bao lâu nữa bán được 1 tỷ gói mè? Trả lời. Bác thấy mày hơi hỗn rồi đấy. Cháu xin lỗi, cháu đùa tí. Thật ra thì lúc đấy buôn bán cũng thuận lợi. Có lúc bác nghĩ là chỉ cần kiếm được 2 triệu đô là bác sẽ nghỉ hưu thôi. Nhưng sau đấy thì có những điều lớn lao hơn lại vẫy gọi. Cũng trong năm 1996, Phạm Nhật Vượng đã thành lập chợ Barabarossa, rộng cả chục hecta, dành cho bà con người Việt và cả những người dân địa phương về buôn bán. Nhờ các mối quan hệ thân tín, Phạm Nhật Vượng thiết lập các đường dây chuyển hàng về Kharkov, cung cấp cho chợ Vòm. Những nguồn hàng này đã giúp cho chợ Barabarossa trở thành trung tâm phân phối hàng cho các chợ vùng Đông Bắc Ukraine và các khu vực lân cận. Tiếp đà phát triển, Mivina liên tiếp tung ra các sản phẩm rau khô đóng gói, bột khoai tây và các loại súp đóng hộp. Đến năm 2004, mì ăn liền Mivina đã chiếm tới 97% thị phần mì ăn liền ở Ukraine. Vốn đã bận bịu với việc kinh doanh và quản lý chuỗi sản xuất, ông Vượng còn không ngừng học hỏi những lĩnh vực mới. Ông đã đích thân sang Phuket, Thái Lan để học hỏi những kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn và sang Singapore để tìm hiểu những trung tâm thương mại. Năm 2000, ông bắt đầu công cuộc xây dựng sự nghiệp của mình tại Việt Nam với việc thành lập 2 công ty mới là Vinpearl và Vincom. Lại một lần nữa ông thể hiện tầm nhìn vượt trội với quyết định hồi hương, bởi lẽ thời điểm ấy kinh tế Việt Nam bắt đầu vào thời kỳ bùng nổ. Nước ta bắt đầu bình thường hóa quan hệ với Mỹ, vai trò của kinh tế tư nhân bắt đầu được khẳng định. Chính vì vậy, công việc kinh doanh của ông liên tiếp gặt hái quả ngọt, tiêu biểu là loạt dự án Vincom Center Bà Triệu, Vincom Center Hồ Chí Minh, Vinpearl Nha Trang. Cập nhật tin nóng mới nhất, vụ tai nạn máy bay A330 ở Đại Tây Dương. Chiếc máy bay Airbus A330 mang số hiệu 203 thuộc hãng hàng không Air France trên đường từ Rio de Janeiro đến Paris đã rơi xuống biển. Tất cả 228 hành khách trên máy bay đã thiệt mạng. Sau khi chứng kiến cái sự kiện lần ấy thì bác đã phải xem xét lại thái độ của mình với cuộc sống. Bác đột nhiên nhận ra là rõ ràng chính bản thân mình cũng có thể bị rơi xuống đại dương và biến mất không để lại chút dấu vết. Và điều đó đối với bác thì thật là khủng khiếp. Cũng vì vậy bác đã dốc toàn lực để phát triển công việc kinh doanh tại Việt Nam. Thế nên là bác đã chuyển trụ sở làm việc từ Ukraine về Việt Nam và đổi tên Technocom thành Vingroup. Năm 2010, gã khổng lồ ngành ăn uống Nestlé của Thụy Sĩ đã mua lại công ty sản xuất đồ ăn nhanh của ông Phạm Nhật Vượng với giá 150 triệu USD. Vào thời điểm đó, ông Vượng còn sở hữu 2 nhà máy ở Kharkov với doanh thu 100 triệu USD một năm. Bác có lời khuyên gì dành cho những người đang làm kinh doanh nói riêng và những người đang tìm đường tới thành công nói chung không ạ? Tôi chỉ có đôi lời như thế này. Thứ nhất, làm gì cũng phải đam mê, nghiêm túc với công việc, học hỏi liên tục, cả đối thủ. Dạ, cũng như việc bác đã lao đầu vào kinh doanh ở tuổi đôi mươi và lấy kinh nghiệm từ những thương nhân tại Moscow đúng không ạ? Cháu nói thế cũng có phần đúng ấy. Thứ hai, tôi quan niệm là nhanh không có nghĩa là không chất lượng. Chúng ta chỉ lấy đó làm lý do cho sự yếu kém mà thôi. Nghĩa là khi đã chuẩn bị một kế hoạch đủ tốt, chúng ta sẽ thực hiện theo tuần tự để không mất quá nhiều thời gian và công sức để chỉnh sửa và khắc phục. Thứ ba, tôi chỉ muốn nói là chúng ta chưa bao giờ lên đỉnh và có lẽ sẽ không bao giờ có đỉnh đâu. Vâng, nghĩa là không nên tự đặt ra giới hạn cho bản thân. Hãy luôn cho bản thân cơ hội để phát triển. Đừng trở thành một chiếc cốc đầy, đúng không ạ? Thôi đấy, nói nốt luôn đi. Dạ, thôi. Câu hỏi cuối cùng, Vingroup sẽ làm gì để kiến thiết tương lai của Việt Nam ạ?
Nói trước thì không hay. Cháu hãy nhìn lại và tiếp tục theo dõi những bước đi của Vingroup là sẽ có câu trả lời cho riêng mình thôi. Còn với bác thì mơ ước của bác là những thành phố lớn của chúng ta như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ vượt mặt cả các thành phố như Hồng Kông hay Singapore trong tương lai. Vâng, cảm ơn bác. Chúc bác sớm hiện thực hóa ước muốn đó. Buổi nói chuyện xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh nếu quý vị muốn xem thêm những nội dung tương tự. Đừng quên bình luận cảm nghĩ của quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.